Chào anh Tấn ơi, chào bà con chú bác gần xa. Anh em bữa nay em về 6 cây mai, một cây tứ quý và 5 cây mai vàng. Khủng không? Hàng khủng không anh em ơi? Dảo, dảo luôn. Có một cây dảo tàn là dảo đặc luôn, biệt luôn, mà xù luôn. Rồi trước tiên em cây số 1 này là cây tứ quý nha anh em. Còn mai vàng là 5 cây, tứ quý có 1 cây à. Chiều cao cây này nó có 1m6 nha anh em. Chi cành nó đều, cái này vừa ghép là chi cành đều nha anh em. Có chi cành cao cả khoảng 1m6 nha anh em. Chi cành rất đều. Tứ quý là ghép ok. Hoành là 44 nha anh em. 44. Rồi, cây dòng đế. 44 cây này để giá hữu nghị cho anh em về ghép rồi chơi. Rồi cây này em giao lưu là cây số 1 nha anh em. Giá 5 triệu nha anh em. Em bao xếp 200 km. Số điện thoại của em là 0932 866 660. Cũng là số Zalo của em nha anh em. Anh em nào có xem thì kết bạn Zalo em, dễ thấy trên kênh YouTube của anh Tấn. Em bao xếp 200 km. Anh em nào miền Tây em giao xe tải luôn. 200 ngoài. Nói chung là ăn thua mà anh em mua bán thương lượng mà. Nói vậy nhiều khi thương lượng giao 8 miền Bắc luôn. Thua giá cả. Chìm tí. Rồi tới cây mai vàng cây số 2 nha anh em. Rồi cây số 2. Cây này nó giót ngọn luôn, chi cành đều nha anh em. Rồi cây này nó cao là 81. Chi cành rất đều. Giót ngọn luôn. Con cái thì đế nó không lực. Đế nó cũng to mà thấy qua bên này thì nhiều, bên kia bên đây nó trống thiếu. Thiếu một bên. Nó có nhưng mà nó cắm xuống nha. Rồi em ra quần. Không, mà cắt đế này không sao chứ. Cái này sao? 59 nha anh em. 59. 59 quần. Rồi cái này em báo giá cho anh em là 15 triệu nha anh em. 15 triệu. Cây mã số 2, mai vàng nha anh em. 15 triệu. Em bao xếp 200 km. Số điện thoại của em là 0932 866 660. Cũng là Zalo của em. Rồi tới cây số 3 anh em ơi. Rồi cây số 3 này cây mai bông đùm nha anh em. Ra công trong thân luôn. Đế này chảy đều hết nha anh em, đế này đế bàn. Rồi cây này cao là khoảng 1m3 nha anh em. Lùng lực chi cành đều hết cho nha anh em. Đều hết. Chi cành nó thấy đều hết trơn, cái này là Tết là chơi là được đó nha anh em. Bông đùm nha anh em. Cái bệ này rất nở. Củ rất nở, đế là đó. Đế là đều gan hết, nó chảy. Chảy đều hết nha anh em. Cắm xuống hết, không có chỗ nào mà hôi đút vô khi đục, không đút vô được luôn á. Đế bàn. Củ nở nha anh em. Rồi em đang hoành. Này là 53 nha anh em. Chuẩn luôn nè, em bao hoành luôn á. Chứ đo xích xuống dưới này cũ nó nở nè, nó này nó cũng có đo 57 luôn. Rồi cái này có mã số 3. Em báo giá với cái mã số 3 này là 29 triệu nha anh em. Rồi, em bao xếp 200 km. Số điện thoại của em là 0932 866 660. Cũng là Zalo của em nha anh em. Ừ,
Rồi tới cây là số 4 nha anh em. Cây số 4 này là nó cũ rất quá nha anh em, chi cành đều luôn. Hai cây này nó có tàn nó bằng nhau luôn á, mét 3 luôn anh em ơi. Giống cây thô số nó chiều cao nó tương đương với cây số 3. Cây này anh em nào về chốt một cặp luôn là xứng luôn đó anh em. Một cây đế bàn, một cây đế sổ, địch sổ. Cây này quái lắm anh em. Lực. Rồi cao 1m3. Rồi quay chụp đế xuống đó đi. Đế này như thú vậy. Nó quặm xuống hết nha anh em, không có lỗi đế nha. Em cắt này là nó có gọng mồi hết á. Cây này bông sao anh ơi? Cây này bông 5-7 cánh à, nhưng mà cánh chính lớn anh em. Lớn cánh khích á, bông khích á. Rồi hoành này là 65 nha anh em. Cây này 65 hoành. Cây liền anh em thấy gì chứ không phải là chập nha. Cây liền. Chỗ đó nó quay quay lại cái mặt cắt bên kia. Đây hả? Cái này không đáng kể. Cái này có nhánh tử hồi xưa cái chủ nhà người ta chặt cái bỏ nhánh tử không vậy á. Nó còn dính miếng da em đục lại mới là cái này không có bọng thối vậy em bao luôn. Bao cây mạnh luôn. Không có hư thối gì hết. Rồi cái này là mã số 4 nha anh em. Là 32 triệu nha anh em ơi. Số 4. 32 triệu. Rồi em bao xếp 200 km. Số điện thoại của em là 0932 866 660. Cũng là Zalo của em. Rồi tới cái xù nha anh em. Cái này clip rồi. Cái xù này clip rồi. Anh em cắt rồi kỳ rồi chừa cái tược chứ nói nó tùm lum nhánh quá à. Em lột luôn. Cho sạch cây luôn. Về nuôi trực lắc luôn. Chơi tam giác lệch nha anh em. Cây này rất mạnh, mới có 3-4 ngày là nó kéo hết trơn nè. Em bao sống luôn. Anh em nào mua là em bao sống cây này. Chiều cao trước đi. Cây này cao hiện tại là 62 nha anh em. 62. Cao 62. Hoành vị trí này là 84 nha anh em. Chính là 84. Cây này đặc biệt cái là xù mà nó bông nhiều cánh luôn anh em. 79. Rồi đặc biệt là nó xù nhiều lắm. Em cắt nói chung là cái này là chi cành hết. Chi cành chứ. Mặt thẹo này nó nhỏ à. Mặt thẹo này có 20 nha anh em. Tương đương là 20 hết. Mặt trên này thì nó 26. Mặt trên này 26. Cây này bông giảo nha anh em. 5-7-9 cánh. Em bao bông, bao hoành luôn, bao sống luôn. Cây này sống khỏe. Cây này em bứng là em biết rất mạnh. Mới có 4-5 bữa nay là nó kéo hết rồi. Rồi cây này em báo giá với anh em luôn. Là cây này 90 triệu nha anh em. 90 triệu. Cây số 6. Số 5. Rồi, 90 triệu. 90 triệu. Giá sát luôn anh em ơi. Anh em nào hổm thì em kêu giá bữa nay em để lại là giá sát luôn á. Hổm liếm hổm còn con cây à. Để đi. Rồi tới cây số 6 là cây giảo luôn nha anh em. Bao giảo luôn. Mà đều lên xù luôn nha anh em. Cây này củ đế là quái nha anh em.
cái tàn cao nó khoảng 1,5 m, bề ngang khoảng 2 m anh em ơi. Cây này là về là năm sau là có chơi nha anh em. Chi cành số 1 26 anh em ơi. Thoát thân này nó lên 30. Hoành thân. Hoành thân cái này là đây 60. 60. Rồi đường kính bầu không? Đường kính bầu cái cổ đế này dữ lắm ạ. Đường kính cái đi. Cái này đường kính nó 96 anh em ơi. À. Bầu cái này nó tương đương gần 32,5 m. Hai trên 2,5 m. Như là đặc biệt cái này là xù luôn nha anh em, đế có đế cũ quặn quá đó. Lên xù luôn. 7, 9, 12 cánh luôn em bao luôn. Cái này em bao bông luôn. 7, 9, 12 luôn, hai lớp bông luôn nha anh em. Năm sau là có chơi. Bây giờ mình quay nửa vòng được không? Quay qua đây nửa vòng nữa không? Quay lâu quay. Nè, xù nách nè ha. Xù lên xù nách ha, cây này nuôi tương lai lắm nha anh em. Từ từ. Cũ gắt quá nha anh em. Nửa quay nửa đi. Chi cành đều luôn anh em. Em cắt con cây này bông giảo rồi em cắt là chơi liền luôn à. Khỏi có ghép gì hết. Em bao bông luôn. 7, 9, 12, 2 lớp bông luôn. Rồi cây này em báo giá với anh em là 72 triệu anh em ơi. 72 triệu. Số điện thoại của em là 0932866660, cũng là số Zalo của em. Em bao xếp 200 km. Em bao sống. Bao sống, bao bông luôn. Bao hoành luôn. Bao củ đế đẹp luôn. Rồi em xin chào tất cả bà con chú bác ủng hộ đó mấy lâu nay. Rồi xin tạm biệt.